Thưa quý vị, 3 tuần của chương trình tiếp nhận sinh viên Lào về ở nhà dân Homestay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 đã khép lại. Từ chương trình này, các bạn sinh viên học tập xa nhà đã có nhiều ký ức đẹp, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam và an tâm học tập. Ấm áp, gần gũi và luôn được yêu thương là cảm nhận của sinh viên Dali Văn, trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng, sau 3 tuần ở nhà bà Ngô Thị Hương, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Dali Văn đã nhanh chóng hòa nhập với gia đình và dành nhiều tình cảm với gia đình thứ hai của mình. Em cảm thấy chương trình rất là thiết thực, giúp cho sinh viên Lào có thêm được nhiều người bố, nhiều người mẹ đồng hành cùng chúng em trong thời gian chúng em học tập ở Việt Nam, giúp chúng em không cảm thấy cô đơn và cô độc ở đất nước này. Trong đợt này, có gần 100 sinh viên Lào vào ở, học tập và sinh sống tại các nhà hộ dân trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Qua việc giao tiếp, trò chuyện, vốn tiếng Việt của sinh viên Lào được nâng cao. Với nhiều người dân, đây không phải là lần đầu tiên tình nguyện nhận sinh viên Lào về với gia đình. Những gia đình nhận đỡ đầu các em sinh viên Lào đều có tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Lào. Chương trình sinh viên ở nhà dân thì cô đã được nhận 3 lần rồi. Còn đối với các mẹ, các bố để nhận con nuôi thì cũng là cơ hội để các gia đình tiếp cận và hiểu biết thêm về nền văn hóa của Lào, phong tục tập quán của người Lào. Mỗi năm tại Đà Nẵng, trung bình có khoảng gần 100 em sinh viên Lào tham gia chương trình ở nhà dân, qua đó nuôi dưỡng và phát triển quan hệ khăng khít giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào anh em. Chương trình được thành phố Đà Nẵng triển khai từ năm 2011 đến nay đã trở thành điểm sáng và là mô hình tiêu biểu được học tập nhân rộng trên cả nước. Đây là chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước. Tôi đánh giá rất cao chương trình này, qua nhiều năm triển khai, đã giúp cho các em sinh viên Lào có thể đi sâu học tập về tiếng Việt, tìm hiểu sâu sắc về truyền thống của người Việt Nam. Trong thời gian 3 tuần lưu trú, bên cạnh sinh hoạt tại gia đình, các sinh viên Lào cũng đã được tham gia nhiều hoạt động giao lưu do địa phương tổ chức nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên. Chương trình đã góp phần tạo môi trường thuận lợi, nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên Lào đang theo học tại Đà Nẵng, đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.